Hữu Trung và Hồng Oanh kính chào quý vị và bà con nông dân đã dành thời gian quan tâm theo dõi bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước BPTV. Quý vị và bà con nông dân thân mến, và trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của bản tin kinh tế nông nghiệp hôm nay thì chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn đến với ba đơn vị đã luôn đồng hành với chương trình, đó chính là Phân bón Mặt Trời Mới, Phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, sinh vật cảnh là một ngành kinh tế sinh thái giàu tiềm năng, sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh hướng tới các giá trị thẩm mỹ và hiệu quả kinh tế cao cũng là cách mà nhiều nghệ nhân, tổ hợp tác và bà con nông dân trong tỉnh chú trọng thực hiện. Vâng, thật tự hào biết bao khi nhà vườn sinh vật cảnh còn trở thành địa điểm thu hút khách du lịch, phát triển dịch vụ, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Và trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị cùng bà con nông dân tiềm năng kinh tế từ sinh vật cảnh. Còn bây giờ thì tất cả mọi thứ cũng đã sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ cùng điểm qua các nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay. Câu lạc bộ nông dân tỷ phú tỉnh Bình Phước tích cực chuẩn bị cho hội chợ trái cây năm 2024. Độc đáo trà thảo mộc lá chuối. Thay đổi tư duy chăn nuôi để tăng thu nhập. Lợi ích kinh tế từ sinh vật cảnh. Thưa quý vị và bà con nông dân, trong tuần này thì hội chợ trái cây và hàng nông sản lần thứ 7 năm 2024 sẽ diễn ra tại quảng trường thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chuẩn bị cho sự kiện này thì rất nhiều các doanh nghiệp, tổ hợp tác và bà con nông dân trong tỉnh cũng đang nhập cuộc bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đóng góp cho thành công của sự kiện. Với vai trò là đơn vị đồng hành cùng hội chợ, câu lạc bộ nông dân tỷ phú tỉnh Bình Phước, cửa hàng kết nối phân phối sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Steen Farm mấy ngày qua cũng tất bật chuẩn bị giới thiệu các mặt hàng nông sản trưng bày tại ngày hội. Từ thành công của hội chợ trái cây năm trước, năm nay, câu lạc bộ nông dân tỷ phú tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện đại tiệc buffet và các đặc sản trái cây địa phương. Những món ăn ngon mang đậm phong cách ẩm thực của Bình Phước và đồng bào các dân tộc sẽ là những lựa chọn để phục vụ khách hàng. Ngoài ra, du khách còn được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật từ trái cây, thưởng thức trà đạo và xem các tiết mục văn hóa văn nghệ do người đồng bào Steen biểu diễn. Được biết, hội chợ trái cây và hàng nông sản lần thứ 7 năm 2024 có sự tham gia của 400 gian hàng trong và ngoài tỉnh, là các loại trái cây, sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm đặc sản của các vùng miền trong cả nước. Thưa quý vị, cùng bà con nông dân, Bình Phước của chúng ta là địa phương có diện tích cao su khá lớn, trong đó thì các vườn cây chưa khép tán cũng được tận dụng để trồng trọt chăn nuôi, vừa bổ sung thêm dinh dưỡng cho đất, vừa có thêm nguồn thu. Và bà con nông dân biết không, tận dụng khoảng trồng giữa các hàng cây và dưới tán cây cao su thì nhiều bà con nông dân ở tỉnh chúng ta đã và đang khai thác để chăn nuôi rất có hiệu quả. Các trang trại chăn nuôi heo, gà, vịt trên địa bàn tỉnh Bình Phước đều được quy hoạch nằm cách xa khu dân cư. Trong đó, nhiều trang trại của các hợp tác xã chăn nuôi tại địa bàn các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, thị xã Bình Long, Trơn Thành đã được tận dụng chăn nuôi ngay dưới các khoảng trống giữa các hàng cây cao su. Cách chăn nuôi này, một mặt về mùa khô, heo, gà, vịt giảm được nắng nóng, tránh bị sốc nhiệt, giúp vật nuôi tăng trưởng, phát triển đều đặn. Lợi ích tiếp theo, lượng phân thải ra từ chăn nuôi qua xử lý bón trực tiếp ra vườn cây, giúp cây đủ hàm lượng phân hữu cơ, cây xanh tốt quanh năm. Theo tính toán của các chủ trang trại chăn nuôi, nếu quy mô nuôi khoảng 30.000 con gà, thì bình quân mỗi năm cho ra khoảng 100 tấn phân hữu cơ. Số phân bón này nếu dùng bón cho cao su, sản lượng mủ tăng gấp đôi. Ngoài ra, nếu bón không hết bán ra thị trường, còn đem về cho chủ trang trại thêm một nguồn thu đáng kể, giúp trang trại các chi phí trong quá trình chăn nuôi. Quý vị và bà con nông dân thân mến, chuối là một trong những cây trồng rất đổi quen thuộc trong đời sống của chúng ta và hầu như là các bộ phận của cây chuối từ thân, lá, quả thì đều có thể tận dụng được hết, đúng không Hữu Trung? Vâng, chị Oanh ạ. Tuy nhiên thì đối với lá chuối thì ngoài việc mà dùng để gói thực phẩm thì nó còn có một công dụng khác không ai ngờ tới, đó là làm trà. Trà thảo mộc lá chuối Cô Ngoan ở khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận bản quyền. Đây là sản phẩm kết tinh từ sự tìm tòi, ham học hỏi và đầy sáng tạo của cá nhân chị Nguyễn Thị Ngoan, nguyên là giáo viên trường Trung học cơ sở Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài.
qua thực tế sản xuất, chế biến, thưởng thức của người tiêu dùng, kiểm định của cơ quan chức năng, cũng như tìm tòi, học hỏi từ nhiều nguồn tư liệu, công dụng được công bố công khai trên bao bì sản phẩm, thì trà thảo mộc lá chuối Cô Ngoan có rất nhiều công dụng trong phòng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, cảm cúm, viêm hô hấp và giúp ngủ ngon. Điều đặc biệt hơn là cho ra một sản phẩm trà thảo mộc lá chuối mang đặc trưng hương vị đậm đà riêng thì chỉ có duy nhất một loại lá chuối, đó là lá chuối hột hay còn gọi là chuối xứ. Với sản phẩm trà thảo mộc lá chuối Cô Ngoan, không chỉ giúp chị Nguyễn Thị Ngoan có thêm một nghề để phát triển kinh tế cho gia đình mà còn góp phần giúp tỉnh Bình Phước thêm một sản phẩm riêng có trên thương trường. Nhắc đến trà thảo mộc lá chuối Cô Ngoan, người ta sẽ nghĩ ngay đây là sản phẩm của tỉnh Bình Phước. Hồng Anh cũng như là quý vị cùng bà con nông dân thân mến, trong quá trình chăn nuôi thì nhất là theo hướng quy mô trang trại, các hợp tác xã hộ chăn nuôi đã rất nhanh nhạy trong vấn đề là chuyển đổi giống vật nuôi và quy trình chăm sóc. Đúng rồi đó Hữu Trung, và cách làm này thì không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng mà nó còn góp phần tăng thêm thu nhập của người chăn nuôi. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Bản tin Kinh tế Nông nghiệp tại Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Thanh An. Hộ chị Bùi Thị Thúy là một trong số thành viên có quy mô trang trại lớn nhất của Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Thanh An. Hiện gia đình chị Thúy sở hữu 20 chuồng nuôi gà thịt và gà đẻ trứng với tổng đàn 35.000 con. Trong đó gà thịt chiếm đến 16 chuồng, còn lại là gà đẻ trứng. Điều đáng chú ý là qua quá trình nuôi, vợ chồng chị Thúy thường xuyên thay đổi giống gà và áp dụng nuôi theo hướng an toàn sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Trại nhà đã chuyển đổi qua là mô hình con gà ta thả vườn. Cái dự kiến sắp tới á là trại nhà nó đi chủ yếu về mặt là con gà ta, và nói chung là mình nuôi làm sao để hạn chế cái vấn đề kháng sinh, an toàn thực phẩm là chính. Thời gian nuôi gà ta kéo dài hơn những con gà công nghiệp, từ 4-5 tháng mới xuất chuồng. Để giữ thương hiệu và chữ tín trên thương trường, đòi hỏi người chăn nuôi không vì được giá tại một thời điểm hút hàng bán gà trước tuổi mà phải đảm bảo thời gian nuôi cũng như là nói không với kháng sinh trong chăn nuôi. Tiêu thụ của người dân mình thì càng ngày càng đi lên, cho nên là cái con gà ta này thì dần dần thị trường họ sẽ chuộng nhiều hơn là những cái con gà theo cái hướng công nghiệp. Con gà ta này thì là cái chất lượng thịt của nó là nó ngon, và cái giá thành thì nói chung là nó vẫn giữ ở cái mức giá 85.000 một ký. Nói chung là cái giá này thì dân chăn nuôi là có kinh tế. Đây cũng là hướng đi mà Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Thanh An đã và đang đẩy mạnh triển khai nhằm góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi chăn nuôi thì gà thì cũng nói chung cũng rất nhiều loại, Minh Dư có, rồi gà ta có, gà nòi Bến Tre có, gà tre có. Thì trong vấn đề thu mua thì từng thương lái thì mỗi một thương lái sẽ thu mua một loại giống gà khác nhau. Thì trong quá trình đó chúng tôi là sẽ phối kết hợp là để chúng tôi là mở rộng thị trường, là lấy số điện thoại cũng như là chúng tôi thường xuyên là lên nhóm Zalo, Facebook để tôi quảng bá sản phẩm, để là kêu gọi các thương lái là về thu mua. Đổi mới tư duy như hướng đi của Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Thanh An thật sự đang mang lại nhiều lợi ích. Cách làm này càng có ý nghĩa hơn đối với các hộ thành viên có quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ trong hợp tác xã. Chúng tôi vừa rồi cũng nói chung là cũng tập trung về một số thành viên là đang có một cái số trang trại nhỏ lẻ, thì chúng tôi là cũng là thường xuyên là tôi triệu tập các thành viên lại để chúng tôi hội thảo, để các chương trình kỹ thuật của các công ty là về là cũng gọi là hướng dẫn cách thức chăn nuôi, rồi các biện pháp phòng trừ bệnh, cũng như là cái vấn đề là làm sao cho đảm bảo là chất lượng sản phẩm. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, Hội Sinh vật Cảnh tỉnh Bình Phước chúng ta hiện có 650 hội viên là những người có tay nghề, đam mê, yêu thiên nhiên, cây cảnh.
Bên cạnh tạo ra các tác phẩm sinh vật cảnh chứa đựng hàm lượng văn hóa, nghệ thuật cao, hoạt động sinh vật cảnh còn góp phần phát triển kinh tế, giải quyết nhiều việc làm cho xã hội và cho chính những người tham gia hoạt động này. Trong quá trình xây dựng, củng cố, phát triển, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước luôn động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hội viên làm kinh tế từ sinh vật cảnh. Đáng chú ý nhất là diện tích cây làm cảnh và cây công trình trong toàn hội đã liên tục tăng qua các năm. Nếu năm 2029 chỉ mới có 10 hecta thì đến nay đã tăng lên hơn 42 hecta. Số lượng bonsai cây cảnh cũng tăng tương ứng từ 1.000 lên hơn 2.000 tác phẩm, có hơn 340 tác phẩm đá cảnh, gỗ lũa, gần 500 lồng chim cảnh, đấu hót. Trong cái lĩnh vực bonsai mà tôi chơi, trước hết là cái đam mê, sau này thì cũng có một cái góc độ kinh tế. Để một góc độ kinh tế thì mình có thể là lồng ghép vào những cái thứ mà gọi là cái bonsai bình dân, rồi những cái cây vàng ví dụ vậy, lồng ghép vào để lấy cái ngắn nuôi dài. Lợi ích thì bây giờ mình phân tích thì nó nhiều lắm, nhưng mà tóm lại thì cái lợi ích thì bây giờ mình chơi, đầu tiên mình chơi, sau này bắt đầu mình tạo ra những cái tác phẩm. Những cái tác phẩm đó thì rồi là cũng có người ta lại thích, đam mê thì mình lại giao lưu lại. Thì cũng có một cái, cũng là một cái nguồn kinh tế. Trong quá trình hoạt động, các cấp hội sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh còn sở hữu hàng ngàn chậu phôi cấp 1-2 đang chế tác. Xét về mặt hiệu quả kinh tế, chỉ tính riêng 5 năm qua, doanh thu mang lại cho các thành viên trong toàn hội từ kinh doanh sinh vật cảnh thu về hơn 34 tỷ đồng. Các hội viên tạo tác sinh vật cảnh, một mặt vì đam mê, mặt khác kết hợp làm kinh tế. Nhiều hội viên năng động sáng tạo, vừa bán kinh doanh vừa kinh doanh hàng hóa sinh vật cảnh, mở ra nhiều điểm mua bán cây, hoa, chim cảnh, cá cảnh, vật tư phục vụ phát triển sinh vật cảnh. Nhiều hội viên nuôi trồng hoa lan, mai vàng, thu lại lợi nhuận rất cao. Đặt tiền đăng và có thể là một số anh em ở trong này có thể cùng làm giàu. Tại vì những cái nhà vườn lớn đang đầu tư kinh doanh mai rồi kinh doanh kia thì cũng đang phải cái sự một số anh em cũng đang là giàu lên. Cái bộ môn sinh vật cảnh này đó, đa phần giữa cái nhìn nhận bên ngoài người ta nghĩ nó là chỉ là cái thú vui, cái thú chơi, nhưng mà thực ra mà làm kinh tế về cái lĩnh vực này là cái thu nhập rất cao. 100 mét vuông đất nhà ở đô thị ở vườn đi, mình trồng cây ăn trái, cây này cây kia, cái giá trị của nó rất thấp so với làm cây cảnh thì có thể là nó tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cũng thông qua hoạt động sinh vật cảnh, nhu cầu sử dụng lao động của các cấp hội ngày càng tăng với hàng trăm lao động thường xuyên, hàng ngàn lao động thời vụ hàng năm. Sử dụng nhiều lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm nghèo tại địa phương. Tính đến thời điểm này, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước có 7 huyện thị hội thành viên, 4 câu lạc bộ trực thuộc. Trong đó, hoạt động nổi bật và hiệu quả nhất là Hội Sinh vật cảnh thị xã Chân Thành, huyện Phú Riềng và câu lạc bộ bonsai Đồng Xoài. Tại Đại hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 4 vừa được tổ chức, hội đã xác định đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo là chủ đề trọng tâm cho định hướng phát triển giai đoạn 2024-2029. Trong đó, hội đã xác định chú trọng giúp các hội viên tiếp cận, tăng cường, giao lưu học hỏi, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong và ngoài nước, áp dụng vào thực hành nghề sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục vận động các nhà vườn có điều kiện đi tiên phong trong nuôi trồng, chăm sóc theo phương pháp bán tự động, áp dụng công nghệ số, các nghệ nhân tạo các sinh vật cảnh đổi mới tư duy, phương pháp chế tác, theo kịp thời đại, theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, hàng hóa sinh thái, thân thiện môi trường, góp phần cải thiện thu nhập cho hội viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Vâng, kính thưa quý vị và bà con nông dân, nhiệm kỳ 2022-2026, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cũng đã đề ra rất nhiều định hướng giải pháp để đưa sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. Chúng tôi kỳ vọng là Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước cũng sẽ tận dụng tốt cơ hội để phát triển mạnh hơn ở lĩnh vực kinh tế nông nghiệp tiềm năng này. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin kinh tế nông nghiệp kỳ này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến với các đơn vị đã luôn đồng hành với chương trình. Đó chính là Phân bón Mặt Trời Mới, Phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!